Còn ở bên Kansas, mưa lớn ập xuống con đường I-70. Gió thổi mạnh lên tới 100 mau một giờ. Cộng thêm mưa đá bự bằng chép banh baseball đập xuống. Những người lái xe trên đường lúc đó chạy vô trong cây xăng để trốn. Mưa bão này ảnh hưởng về hướng Nam và Tây Nam. Trong lúc này, ở Texas cũng đang gặp nhiều tình trạng khó khăn. Cả trăm ngàn hộ nhà cửa ở Houston, Texas vẫn còn bị cúp điện. Hồi tuần rồi, mưa bão gió đập xuống Houston làm hư hại rất là nặng nề. Trong lúc này, những người dân Texas đang chịu đựng dưới trời nóng. Nhiệt độ càng ngày nó càng nóng thêm nữa ở Texas. Có nhiều khu ở Texas đang bị cúp điện tối thui sau khi cái trận mưa bão lần rồi đập qua. Mưa bão này cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho một số trường học. Những người chức trách trong trường đang kiếm cách thay đổi của trường học từ trường này đưa qua trường khác nếu mà cần thiết. bị cúp điện, cho nên chúng tôi trong lúc này đang xem coi học sinh ở trường này có thể mà di dời qua trường khác hay không. Nếu mà được thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Hiện tại ngay bây giờ có khoảng chừng 200.000 người vẫn còn bị cúp điện trong tầng này bị đe dọa tiếp tục trời nóng nhiệt độ trong tầng này ở Texas lên 80 90 độ chúng tôi nói chuyện với công ty điện họ nói cho biết họ hy vọng sẽ sửa lại có điện đâu ra đó vào bữa thứ tư tuần này